Dạ vâng ạ, và một lần nữa xin cảm ơn tiếng hát giao lưu của anh Chính đã đến với chương trình ngày hôm nay. Rồi em xin trân trọng kính mời tiếng hát của chị Ngọc Nga và anh Thái Hòa. Dạ, xin trân trọng tiếng hát của anh chị sẽ cùng tiến về sân khấu và giao lưu với chương trình. Dạ quý vị ơi, và sau ca khúc của chị Ngọc Nga và anh Thái Hòa giao lưu thì giờ tôi xin trân trọng kính mời tiếng hát của anh Thiện. Anh Thiện chuẩn bị cho mình một nhạc phẩm 60 năm cuộc đời cho ca khúc kế tiếp nha. Alo. Ngày ngày hai ta ngày qua nỗi đó, có em đợi cười để anh thấy lòng thương. Em không là mày coi khi đã xa rồi gọi. Anh ta tay đời em cười xin.
mình.